Chào mọi người nhé. Chuyện ở Giang Sơn Mỹ Sắc, tác giả là Mặc Vũ, MC Trần Khách, chương 18. Mật ý trưởng cung. Tiêu Bộ Y ánh mắt đảo qua, phát hiện trên giường hết sức mạnh mẽ, trên mặt đất có một cái chăn hơi nhào nát, hiển nhiên trong ngày này, cho dù hắn không có ở trong phòng, Hàn Tuyết cũng chỉ nằm ngủ trên mặt đất. Nữ nhân này rất có chừng mực, đây là ý niệm trong đầu của Tiêu Bộ Y. Cũng không nói nhiều, Tiêu Bố Y cũng có chút mệt mỏi, tùy ý đi đến giường nằm vật xuống. Thiếu đại đường ra hôm nay còn kêu nữa không? Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng. Mấy ngày trước nàng cùng Tiêu Bố Y diễn trò, mỗi ngày phải kêu lên vài tiếng, thế nhưng thu hoạch lại không ít ngoài dự kiến. Ít nhất là trại chủ kia mỗi lần gặp nàng để mỉm cười an ủi. Hơn nữa nàng đã có thể đi lại trong trại, đương nhiên vẫn chưa thể xuống núi, nhưng cũng có người chịu động đưa cho nước thực vật tới, lại để ở ngoài cửa. Mà người đem tới là nữ, trả qua tuổi cũng không còn nhỏ. Khi nhìn thấy nàng đều nói nàng rất may mắn có thể tìm được loại nam nhân như thiếu đường ra. Không cần Tiêu Bố Y chỉ có thể lắc đầu thầm nghĩ, nàng nghĩ ta là người xuất sao, sau khi trở về còn có khí lực làm chuyện đó sao? Bảy người còn lại thấy sơn trại giống như đã bị rút hết gần cốt, cơ hồ giống như bị xét vậy. Nếu không bởi vì thế, thể chất của thiếu đường già hắn không tệ, hắn lại không ngừng rèn luyện bản thân, nói không chừng đã chết dưới loạn mồ của quân đột quyết này. Thấy trên gương mặt trắng như ngọc của Hàn Tuyết ứng hồng trong động lòng người, Tiêu Vũ Y trong lòng mềm nhũn ra, muốn định đi lại không quên hỏi một câu, nàng là người của bộ nàng đột quyết, vị trí ở đâu? Chúng ta thuộc bộ đột quyết, thiết nặc bộ mông trần. Hàn Tuyết rốt cuộc cũng trả lời chi tiết không đề phòng nữa. Việc này nên gọi là mông trần tuyết. Tiêu Bố Y thẩm nghĩ cái tên này thật là quái lạ. Bất quá người ta cũng gọi là dân tộc thiểu số cũng không lấy làm gì là lạ. Hắn lúc này đang dùng quan niệm hiện đại mà đối đãi với Hàn Tuyết, cũng không cảm thấy nàng cũng có gì với mình, đương nhiên cũng có lý do để Hàn Tuyết được Trường An là khá lâu. Ta hướng tới văn hóa Trung Nguyên cho nên đặt tên cho mình là Hàn Tuyết. Hàn Tuyết gật đầu, thiết nặc bộ phố cốt Đồng Na. Tiêu Bố Y thẩm nghĩ nếu mà mạnh thì nàng cũng không bị bắt đi, mà cũng được cung phụng rồi. Bộ nàng còn đang ở nơi nào? Tất cả bộ nàng thuộc thiết nạc đều ở đột quyết, chủ yếu là ở phía mạn bắc Đồ Kim Sơn cùng phía đông Hạ Niu, Diệp Ni, Tắc Hà. Hàn Tuyết nhìn thấy Tiêu Bố Y mở mịt, biết hắn không hiểu. Chủ yếu là phía bắc, nhà trướng tại đồng đột quyết, địa vực rộng lớn. Tiêu Bố Y cũng không có khái niệm gì là chính xác. Nhìn thấy Hàn Tuyết gật đầu, Tiêu Bố Y cũng hít một hơi khí lạnh. Hắn ăn nỗi thô lỗ, Hàn Tuyết hơi đỏ mặt, giả nộ không có nghe thấy. Thật cũng không phải là không được, khi khẻ dân cả hắn còn sống, đại tùy cùng đột quyết cũng thường xuyên giao dịch. Tại biên cảnh đại tùy cũng lập ra các trạm chuyên để giao dịch. Mã ấp cũng có trạm riêng, người đột quyết đi vào mã ấp hoặc người Trung Nguyên đi vào trong đột quyết giao dịch, nếu là người bản xứ dẫn đường, chỉ cần xuất ra đủ tiền tài, có tộc nhân đáng tin cậy hoặc giấy thông hành của đại hán thì người kia đi lại sẽ hoàn toàn vô sự. Tiêu Bố Y thẩm nghĩ xem ra nàng so với ta còn quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Thế ra đột quyết hoặc hoành tàu ở tại Trung Nguyên đều cần phải có lỗi, trải qua cái này cũng không cần quan tâm. Có lẽ là Tiết Bố Nhân cũng đã nói rồi. Đột quyết chúng ta
cùng đại tùy giao dịch chủ yếu là lấy ngựa hoặc quần áo già thú, súc vật, ngựa hoặc quần áo. Cho nên người đột quyết đối với người làm ăn buôn bán bình thường sẽ không làm cái việc giết gà lấy trứng. Các ngươi đi làm ăn, bọn họ sẽ hoan nghênh. Hàn Tuyết lại nói. Tiêu Bố Y ồ một tiếng, nhắm hai mắt thầm nghĩ đúng là thế nhân vì danh lợi quả thật không sai. Người đột quyết cũng thích dùng đồ Trung Nguyên, một khi như vậy chuyện cũng sẽ không có khả năng tưởng tượng. Nói như vậy, muốn giao dịch hoặc địa đồ phải là tìm người bản địa đột quyết, còn giấy thông hành kia làm gì, thế nào mới có? Tiêu Uy tự thì thào nói. Đích xác là như thế, Hàn Tuyết gật đầu. Tuy hiện tại thủ lĩnh của chúng là Thủy Tất Khả Hãn cùng với hoàng đế của các người có quan hệ căng thẳng, nhưng bởi vì giao dịch là chuyện có lợi, thời văn đấy ảnh hưởng cũng rất sâu sắc, cho nên Thủy Tất cũng không cấm thường nhân Trung Nguyên đến đột quyết làm ăn. Cho nên giấy thông hành thật ra cũng không khó, thương nhân bình thường đi thành đội giao hảo với một hoặc nhiều bộ lạc, chỉ cần cùng với thủ lĩnh của các bộ lạc đó. Nói tới Hàn Tuyết đột nhiên không nói nữa, bởi vì nghe thấy tiếng này cái nhẹ phía Tiêu Bố Y chuyển đến. Không biết từ khi nào Tiêu Bố Y đã tiến vào mộng đẹp, mày hơi cao lại giống như đang suy tư cái gì đó. Hàn Tuyết nhìn nam nhân ở trên giường, tâm cảnh phức tạp. Hắn mặc dù ở Trường An nhiều năm nhưng cũng đã lớn lên từ nhỏ ở Thảo Nguyên. Ở đây nữ nhân có địa vị rất thấp, thường chỉ là lưu tỳ hoặc là phụ thuộc của nam nhân. Có chút tư trang cùng thế lực hoặc là gặp người yêu mình thật tình thì còn may mắn, nhưng đại bộ phận nam nhân có tiền đều thô bạo. Hơn nữa năm này hoặc là xoay vung lên, nam nhân thân thiện ôn nhu giống như Tiểu Uy nàng thực sự là đầu tiên nhìn thấy.